kích thủy lực 1 chiều 15 tấn, chiều cao đóng 265, hành trình là 152.4. cái nắp này mình mở ra được này, mở ra được luôn này. Khớp nối này là 3/8 đầu cái, khớp nối nhanh. Cần phải có bơm nữa thì mới hoạt động được. Này dán hai tem nó máu.